Chào các bạn nha. Bữa nay thay vì tôi phát ở dưới nhà, nhưng mà ở dưới nhà, ở hàng xóm họ bật nhạc, cho nên phải chạy lên nóc để thu lại, để xuống phát lại. Nó sẽ trễ giờ chút xíu. Hôm nay cái mục đích của tôi á, là để đăng cái bài này để cho các bạn nghe. Làm sao để kiếm được cái số view và số subscribe một cách tự nhiên mà không cần phải dùng cái tool nào. Sau khi mà tôi đã đi coi nhiều nhà, đi tương tác, coi rất nhiều nhà và thu nhập một cái ý kiến như sau. Và ngay cả cái bản thân của tôi cũng có những từ những cái kinh nghiệm của bản thân tôi. Thế bây giờ các bạn cũng sẽ cùng nghe với tôi nha. Điều thứ nhất, tôi đi vào vấn đề ngay. Điều thứ nhất, các bạn thấy nè, tên tuổi của các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ luôn đi cùng đồng hành với lượng tăng view của YouTube. Tại sao tôi nói như vậy? Thứ nhất là kinh nghiệm của tôi từ tên tuổi của người nghệ sĩ Anh Vũ. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, tên tuổi của nghệ sĩ Lê Bình. Đó là khi họ mất, tôi đi quay. Và bây giờ không phải là những người nghệ sĩ đã mất, mà bây giờ những người nghệ sĩ còn sống, chúng ta đều đã... Tại vì sao tôi nói những người đã mất trước? Vì là tôi đã quay và cái kết quả nó đã có. Còn bây giờ thì tôi đi quan sát các bạn làm YouTube và đem về một nhận xét cho các bạn như sau. Thứ nhất, các bạn nên đến chỗ quán cà phê 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Ngô Kiến Huy. Các bạn thấy đó, các bạn thấy là có nhiều bạn trên mạng đã đến đó và quay và lượng view cắn rất nhiều. Nha, cái điều mà tôi nói á, các bạn vào, các bạn làm thử đi. Nhưng mà nếu các bạn làm thử thì lên trên đó ngồi nói chuyện và các bạn nhớ kêu gọi họ là nếu các bạn thấy hay thì hãy tặng like, view và share nha các bạn. Rồi tiếp tục nè, các bạn đến chỗ cái của Phi Nhung á, nghệ sĩ Phi Nhung mà mở quán ăn chay á, các bạn muốn biết là các bạn lên search nhà hàng chay của ca sĩ Phi Nhung ha. Đó là điều thứ hai. Thì tôi cũng đã chứng kiến có một bạn, bạn đến đó bạn quay thì cái số lượng view đạt được rất nhiều. Tiếp tục nữa, các bạn xem thử nè. Bây giờ đó là ở trong nước thì còn có nhiều bạn tên tuổi rất là nổi tiếng. Các bạn cứ vào đó, nếu họ đã mở một shop một gì đó thì các bạn vào. Còn riêng bản thân tôi thì tôi thấy ở bên nước ngoài, tôi đã từng chứng kiến những cái bạn tôi tiếp xúc tương tác, hồi đầu cái lượng view và lượng subscribe không nhiều. Nhưng sau khi họ đã tương tác và họ đã liên tục vào vì họ thích. Họ thích Leon Vũ. Họ rất thích và bản thân tôi cũng rất là thích. Tôi chỉ tiếc rằng là hồi đó bạn Leon Vũ về cái đám ma của nghệ sĩ Anh Vũ á, tôi không có gặp mặt. Bởi vì bạn ấy nhiều người tiếp xúc quá, tôi không có dịp để vào mà tiếp xúc được. Đó. Còn các bạn coi nè, ở bên nước ngoài có nhiều kênh họ lượng view và lượng subscribe đang rất bình thường. Nhưng sau khi bạn ấy tương tác và bạn ấy thích anh Lê Ông Vũ, ca sĩ Lê Ông Vũ, thì cái lượng view và lượng subscribe tăng đột biến. Và bạn ấy đã bật được kiếm tiền. Nha các bạn, tôi sẽ không nói đích danh của ai, nhưng mà tôi nói cho các bạn đó là thật tình đấy. Tên tuổi của những nghệ sĩ nổi tiếng thường hay đi theo với, nó thường đi đôi luôn với lượng tăng, lượng view và subscribe ở trên YouTube. Các bạn hãy làm đi. Tôi thấy ít nhất có 3 bạn đã liên tục ở trong nhà bạn Lê Ông Vũ, và bạn ấy nói về bạn Lê Ông Vũ và bạn ấy đã được những cái kết quả đạt được rất là hay. Nha các bạn, cái lượng subscribe và lượng view tăng lên ao ạt và các bạn ấy được
bật kiếm tiền. Rồi có một bạn nữa thì tâm sự rằng có nói về cái đợt mà bạn có một bạn nghệ sĩ ở Việt Nam rất nổi tiếng bị mất đồ, xong rồi bạn lại đưa lên mạng cái video là đã bị mất đồ như vậy, bạn kêu gọi cộng đồng là hãy nói và hãy tìm kiếm cho bạn đó cái người mà là hung thủ. Thì có một bạn ở trên YouTube của mình đã đăng cái video đó và cứ liên tục phát, thì cái video đó của bạn đó cũng cắn view vô cùng, vì lý do là những người yêu thích nghệ sĩ đó họ vào và họ đã ủng hộ cho cái bạn mà đã đăng cái video đó nha các bạn. Đó, cho nên là các bạn để ý nhé. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là cho các bạn là chúng ta hãy liên tục bám sát những cái người tên tuổi của những người nghệ sĩ nổi tiếng nha các bạn, để các bạn có được cái kết quả view và like, subscribe tăng nhanh một cách tự nhiên, không hề chạy tun. Vì hiện nay các bạn có chạy hay bơm bằng cách nào thì khi các bạn bật kiếm tiền, YouTube sẽ xử hết, YouTube sẽ chặn hết, không cho các bạn bật đâu. Đó là tôi đã đi tương tác và tôi coi nhiều lắm, tôi biết được như vậy á. Có những cái mà mình không tiện nói ra ở đây, có những người đã làm và sau này á rồi gặp rắc rối nha các bạn. Đó, thành ra tôi bảo các bạn nghe nè, bây giờ để tự nhiên, còn ở tại Việt Nam ngoài những cái tên tuổi nổi tiếng như vậy á, thì các bạn ngoài nghệ sĩ thì các bạn sẽ đến cái chỗ này nè. Búng cô Huyền chửi á, búng cô Huyền chửi, tôi thấy trên mạng á, tôi nhớ mãi mãi như vậy á. Ở đâu gần cái chung cư gì mà ở tôi ghi cái tài liệu ở dưới nhà mà bây giờ tôi lên nóc tôi quên rồi, tôi chạy xuống hôm nó trễ giờ thành tôi phát luôn. Nó ở gần cái chung cư gì mà khúc quận Bình Thạnh, các bạn lên Google các bạn kiếm búng cô Huyền chửi là nó ra. Đó, thì các bạn đến đó các bạn quay thì các bạn cũng được là rất là nhiều cái người ta vào ta xem nha các bạn. Thế nhưng mà tôi có nhắc nhở các bạn một cái điều rất quan trọng như thế này, vì cái đó là cái kinh nghiệm tôi đã có và tôi đã gặp. Và các bạn nhớ nè, các bạn nhớ cái điều này rất là quan trọng, khi chúng ta làm một cái gì đó chúng ta vẫn đều phải đi tương tác đều với các bạn bè của chúng ta. Đi tương tác, và tôi thì tôi thường hay vào những cái người mà họ đang livestream hay là đang công chiếu. Vì sao vậy? Vì khi mình vào như vậy thì họ được cái lượng giờ gần như là gấp đôi. Chứ còn các bạn đăng ngụy video thì nó ít hơn. Đó. Thực sự như vậy đó các bạn. Thì khi các bạn đi tương tác và cái lượng subscribe, hãy nhớ rằng khi cái kênh mà các bạn đã được lượng view nhiều nhưng mà các bạn đi tương tác ít, đi tương tác để ủng hộ các bạn đồng nghiệp và đi tương tác để các bạn đấy cũng rất là quý bạn, thì trên cái trang tương tác của người ta, cái trang công chiếu của người ta và cái livestream của người ta, có những cái người mới người ta thấy các bạn và người ta cũng đi vào nhà các bạn để người ta tìm bạn mới. Thế cho nên là các bạn để ý nha, phải làm những cái công việc đấy song song nha. Đừng quên những cái điều tôi dặn thì những cái kết quả sẽ thành công. Chứ còn đừng để đi vào những cái nơi nổi tiếng xong rồi được lượng view lên rất nhiều, lượng subscribe cũng tăng lên, nhưng mà tôi thấy có đợt đó có bạn đăng cái đám ma của nghệ sĩ Anh Vũ đã qua đời thì cái lượng view tăng vô cùng tận, nhưng ngược lại cái lượng subscribe không được đạt yêu cầu để bật kiếm tiền. Cái điều đó các bạn phải để ý nhé, vì nó rất quan trọng. Khi các bạn được tăng lượng view ấy chính là nó gần như là nó tăng cái lúc đó, nhưng xong sau đó nó sẽ xuống nếu các bạn không duy trì được cái lượng tăng như vậy. Mà khi nó xuống rồi các bạn kéo lại khó nha,
nó khó chút đó. Thành theo với kinh nghiệm của tôi thì cái bạn đó là được lượt view rất nhiều, nhưng ngược lại là lượng subscribe vì bạn ấy ít đi tương tác, ít đi tương tác. Đấy, đó chính là một trong những cái kinh nghiệm ha, mà ta đi tương tác, bây giờ ta đi tương tác cho đầy đủ, ta né những chữ sợp, rồi qua nhà, rồi tôi đã làm đủ 4 bước các bạn qua nhà tôi nha, hay là nhớ quay trở lại với tôi. Những cái từ đó bây giờ YouTube họ đánh cho spam hết nha các bạn. Đó là tôi nói các bạn là chúng ta làm, nói chung là ta làm có cái tâm thì chúng ta sẽ coi cái video của người ta sẽ hết luôn. Còn trong trường hợp các bạn coi không hết thì ít nhất cũng phải 5 phút rồi like, comment, bình luận cho nó đúng chủ đề. Đó là tất cả những gì ngày hôm nay tôi muốn nói đến các bạn để cho các bạn sẽ thực hành nhá. Còn tại Việt Nam thì tôi thấy các bạn ấy đăng cái quán của cô Huyền, cái bún chửi cô Huyền á, là đã cắn view rất nhiều. Đó là thực tế. Còn những cái gì hay nữa thì tôi sẽ tiếp tục khám phá và tôi sẽ nói cho các bạn nghe ha. Thôi bây giờ tôi phát tầm bấy nhiêu phút thôi. Cảm ơn các bạn đã coi và chúng ta, tôi chúc các bạn sẽ mau thành công. Tôi mong các bạn đạt thành công. Nhưng có một điều tôi nhắc lại, gút lại cuối cùng nè. Tôi nhắc cho các bạn cuối cùng nha, để các bạn để ý nè. Trong khi mà cái kênh YouTube của các bạn làm nó chưa được cắn view, nó chưa được lên nhanh, các bạn vào coi cái tỷ lệ. À, các bạn cố gắng làm cái content á, có nghĩa là các bạn tự đi quay á, đừng re-up. Re-up hiện nay bậc kiếm tiền khó, nhưng khi các bạn mà làm cái nội dung về content thì các bạn để ý nè, trong cái tỷ lệ giữ chân của người xem á, các bạn sẽ cao hơn những cái video của những người khác mà đã cắn view nhiều. Ngay lúc đó nó cao lắm, tỷ lệ giữ chân người xem cao lắm, nhưng sau cái tỷ lệ giữ chân người xem, sau cái bài các bạn đăng đó mà các bạn không có liên tục những cái bài nổi tiếng như vậy nữa, thì tỷ lệ giữ chân người xem nó lao dốc nha các bạn, nó lao dốc. Như bản thân tôi đã từng lao dốc sau cái đợt mà view của tôi nó lên, và một trong những cái các bạn mà đã đi cùng với tôi, các bạn để ý nha. Đó là những cái điều tôi khuyên các bạn là hãy liên tục tương tác để ta đi vào, thâm nhập vào những cái nhà mà các bạn mới, để chúng ta có lượng subscribe và nó sẽ đồng hành với cái lượng mà tăng view. Đó là một cái điều rất là quan trọng nha các bạn. Đó là những cái kinh nghiệm gì mà tôi đã từng trải, và khi tôi đã từng trải nó có những cái kết quả thì các bạn sẽ học hỏi, vì có bao nhiêu là tôi nói cho các bạn hết. Và tôi thường hay đi coi trên mạng những cái bạn nào hay, nhưng mà hay á, khi tôi đọc á, nó dễ hiểu, chứ còn hay á, mà tôi đọc á, nó hình như nó hơi khó hiểu tí, thì tôi để dành sau này, bởi vì họ dùng những cái công cụ mà họ nói chung là. Còn có những cái kênh mà họ rất là nổi tiếng rồi thì tôi cũng ít nói đến lắm, bởi vì là nổi tiếng quá rồi, nhiều người họ trên mạng á, họ thấy rõ ràng lắm luôn. Thành ra mình khi mình giới thiệu vô thì nó hình như nó bị loãng đi chút. Nhưng mà rồi sau này tôi cũng sẽ nói ha các bạn ha. Mong các bạn nếu coi cái video này thấy hay thì các bạn sẽ like, subscribe cho tôi nhé. Đó là cái lời kêu gọi hành động mà YouTube cho phép các bạn làm. Và tôi cũng không quên những cái điều này để cho các bạn thấy rằng trong một cái video tôi sẽ làm đầy đủ các bước. Thôi bây giờ tôi gút lại một lần nữa. Tôi gút lại là trong những người nghệ sĩ đó, các bạn đến 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, các bạn đến đó và các bạn quay cái quán cà phê của Ngô Kiến Huy. Đó là một. Các bạn đến cái nhà hàng thực phẩm chay của ca sĩ Phi Nhung, các bạn quay là hai. Rồi các bạn đến đâu nữa? Các bạn đến những cái quán ăn nổi tiếng của các nghệ sĩ mở ra thì các bạn sẽ đạt cái lượng view, subscribe rất là mong đợi. Nhưng hãy làm liên tục và không quên đến bên cái quán bún chửi của cô Huyền ở bên quận Bình Thạnh thì các bạn sẽ có được những cái lượt coi rất nhiều,
lượng subscribe rất nhiều. Còn riêng các bạn ở bên nước ngoài không đến được ở đây thì các bạn bên nước ngoài sẽ, tôi thấy điểm nóng hổi nhất đó chính là bạn Lê Ông Vũ nha, ca sĩ Lê Ông Vũ là một người phải nói là thật đẹp trai, hát rất hay, và cái lượng mà fan của cậu Lê Ông Vũ này rất rất là nhiều các bạn, nhiều vô cùng tận luôn. Thế cho nên các bạn vào nha, các bạn vào ở bên nước ngoài, các bạn vào đó rồi các bạn vào nhà xin bạn đấy những cái hình ảnh của bạn ấy trên mạng đấy, xin để được đăng, rồi các bạn liên tục phát nói về Lê Ông Vũ thì chẳng bao lâu các bạn sẽ được tăng like và subscribe, và mau chóng các bạn để đạt yêu cầu. Thôi, tôi gúp lại có bấy nhiêu thôi, và nhớ đi tương tác nha các bạn. Thôi cảm ơn các bạn. Bây giờ tôi chạy xuống để tôi phát sóng. Cảm ơn các bạn nha. Tôi công chiếu.